Vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý khán giả một năm mới hạnh phúc, thành công, an khang thịnh vượng. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình luôn mang trong mình một vẻ đẹp thật độc đáo, đó là phòng tuyến chiến lược Tam Điệp, địa sơn oai hùng, là con đường thi lý cổ. Và hơn cả, đó là vẻ đẹp dịu dàng của sắc đào phai thương nhớ. Trong ngày đầu xuân mới này, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trở về vùng đất Đông Sơn, một vùng quê miền núi nổi tiếng với nghề trồng đào phai, để cùng lắng nghe hơi thở mùa xuân đang tràn về. Vùng đất Đông Sơn, Tam Điệp là nơi có thổ nhưỡng và khí hậu rất tốt. Mỗi khi tiết trở sang xuân, nơi đây đón được luồng gió nồm ấm áp, kết hợp với khí ẩm núi đá vôi, tạo điều kiện hết sức lý tưởng cho việc trồng đào. Tuy nhiên, có lẽ ít ai hiểu được công việc chăm sóc hoa đào khó khăn như thế nào. Để có được sắc xuân cho mọi người, mỗi nhà vườn phải tuân thủ những bí quyết chăm sóc nghiêm túc và dành cả thời gian và tâm huyết mới thành công. Đó không chỉ là hái lá, bấm ngọn đúng thời điểm, mà quan trọng hơn là theo dõi sát sao thời tiết để có những điều chỉnh phù hợp. Và chỉ khi những người chơi hoa, người thưởng thức vẻ đẹp của hoa cảm nhận được những thông điệp nghệ thuật, triết lý của cuộc sống, thì vẻ đẹp hồn xuân mới được thăng hoa, cộng hưởng, tạo nên giá trị vô giá cho tác phẩm đó. Hoa đào trong ngày Tết thể hiện ước vọng của mọi người, mong muốn sang năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, an lành, hạnh phúc. Những năm gần đây, xu hướng trở lại với thiên nhiên, người ta thích chơi những cành đào xù xì, khúc khuỷu, được trồng tự nhiên như đào phai Tam Điệp. Bởi chúng có đặc điểm khác biệt so với các loại đào khác là có 5 cánh hoa, màu hồng phớt, hương thơm thoang thoảng nên được nhiều người ưa thích. Mỗi thế đào lại mang một ý nghĩa khác nhau, được uốn tỉa cầu kỳ và có tuổi đời hàng chục năm. Nhiều loại cây tuy nhỏ nhưng mất rất nhiều công sức để chăm sóc. Mỗi thế cây có thể bình ra nhiều câu chuyện, ý niệm về nhân, sinh, quan để răn dạy người đời và cũng là phản ánh tinh thần, thể hiện phong thái của người chơi hoa. Chỉ cần được ngắm nhìn những cánh hoa đào chớm nở trong nắng sớm, có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ cảm nhận thấy được sức xuân đang tràn trề, viên mãn. Mỗi khi Tết đến xuân về, trong không khí ấm áp tràn đầy sức sống của đất trời, cỏ cây hoa lá và con người, thì các làng quê ở Kinh Bắc Bắc Ninh cũng sặc sỡ câu hát đón xuân. Bởi dân ca quan họ Bắc Ninh vốn là một loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật gắn liền với những sinh hoạt văn hóa cộng đồng như đình đám, hội hè, cưới xin. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi về thăm các liền anh, liền chị quan họ chơi xuân để hiểu sâu sắc hơn những nét văn hóa đặc sắc riêng của người quan họ. Trong ngôi nhà chứa năm gian còn thơm mùi gỗ mới, liền chị Nguyễn Thị Quýnh, chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ Đương Xá, phường Vạn An, cùng các thành viên câu lạc bộ đang say sưa trong những câu hát quan họ cổ. Đây là một trong những địa chỉ được nhiều bạn bè du khách trong nước và quốc tế vẫn tìm về để được nghe hát quan họ cổ. Vào dịp lễ hội đầu xuân năm nay, khi tổ chức hát canh phục vụ du khách, các liền anh, liền chị quan họ ở đây sẽ được sống trọn vẹn trong không gian văn hóa của quan họ gốc. Việc phục dựng lại nhà chứa theo kiểu tư gia xưa là niềm vui lớn không chỉ với các liền anh, liền chị mà cả với những người yêu mến quan họ. Đối với cái nhà chứa thì chúng tôi sử dụng cũng mang hết khả năng và mang hết mọi cái tiềm năng của mình để phục vụ cái giá trị của nhà chứa quan họ. Vì cái nhà chứa quan họ chúng tôi xác định là điểm hẹn văn hóa. Điểm hẹn văn hóa là nơi tụ hội những tinh hoa văn hóa quan họ của tất cả các
vùng miền, và đặc biệt là vừa rồi sau khi mà được nhà chứa đưa hoạt động, chúng tôi đã tổ chức những cái canh hát quan họ cổ truyền, rồi thì siêu tầm các làn điệu cổ, mời các câu lạc bộ trong không những trong tỉnh và ngoài tỉnh, ví dụ như câu lạc bộ Nhị Hà ở bên Hà Nội, rồi câu lạc bộ ở Minh Đức ở Bắc Giang, rồi các làng quan họ ở trong thành phố và trong tỉnh Bắc Ninh để và tụ hội lại để mở những canh hát cổ truyền của các cụ ngày xưa. Miền đất Bắc Ninh, Kinh Bắc đẹp như một khúc dân ca, lung linh sắc màu truyền thống văn hiến và cách mạng. Nơi đây có con sông Cầu lơ thơ nước chảy, lại có dòng sông Đuống nghiêng nghiêng cuộn đỏ phù sa. Có những người con trai, con gái cần cù lao động, thiết tha yêu đời. Có những liền chị Cầu Lim, liền anh Khúc Toại, đẹp nết, đẹp người, đẹp cả nhời ăn tiếng nói. Và đặc biệt là có những làn điệu dân ca quan họ trữ tình mà bạn bè khắp Nam Châu mỗi khi biết đến đều trầm trồ, say đắm. Đặc biệt, người quan họ luôn mong sớm đến ngày hội xuân để họ được gặp gỡ, giao duyên, được thể hiện tình cảm trong câu hát quan họ. Mà riêng về những người mà biết hát quan họ, lúc nào cũng mong đến ngày xuân. Để ngày đấy là chúng ta được gặp nhau, có nghĩa là còn xuân thì kẻ đón người đưa, mà hết xuân thì đi sớm về chưa, không mặc lòng. Có nghĩa là còn những ngày xuân đấy thì còn phải đi tìm nhau để hát. Mà yêu nhau ở đây là không phải là yêu nhau về tình, mà yêu nhau là yêu bài hát, yêu một câu ca. Thế nên tìm nhau để mà hát, để mà đối ca, đối ra những bài này, đối với bài kia. Khi tiết xuân ấm áp, quyện hòa trong những làn điệu dân ca ngọt ngào, du khách muôn phương lại dập dìu hò hẹn, súng xính áo khăn rủ nhau du xuân chảy hội và khám phá những trầm tích văn hóa ở miền đất quan họ nghìn năm tuổi. Mùa xuân này, mời bạn hãy về miền quan họ để được say trong miếng trầu tên cánh phượng, nghe các liền anh liền chị hát câu quan họ vang rền nền nầy: người ơi, người ở, đừng về. Triều đại nhà Trần tồn tại 175 năm, 1225-1400, đã để lại cho dân tộc ta những thành tựu to lớn về nhiều lĩnh vực như chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quân sự. Đền Trần và chùa Phổ Minh, thôn Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, di tích quốc gia đặc biệt, là cụm di tích trong hệ thống di tích đền Trần ở Nam Định nói riêng và cả nước nói chung. Với đất và người Nam Định, khu di tích này luôn có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là cội nguồn kiến tạo nên một thành Nam văn hiến và anh hùng, để con em xứ Nam dù đi khắp Nam Châu vẫn tự hào nhắc nhở nhau, gìn giữ và phát huy cho trọn vẹn hào khí Đông A lẫy lừng muôn thuở. Không chỉ có giá trị di sản vật thể, di tích đền Trần, chùa Phổ Minh còn lưu giữ những giá trị di sản vật thể vô cùng đặc sắc. Hàng năm tại đây diễn ra các lễ hội với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, mang ý nghĩa ghi nhớ và tôn vinh thời đại nhà Trần. Lễ hội đền Trần là một trong những lễ hội truyền thống lớn, niềm tự hào của mỗi người dân Nam Định khi nhớ về cội nguồn dòng sống của các bậc đế vương và của dân tộc Việt Nam. Trong đó có hai kỳ lễ hội quan trọng nhất là lễ hội mùa xuân và lễ hội mùa thu, kỷ niệm ngày mất của vị anh hùng dân tộc, Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Du xuân đến với thành Nam, chảy hội đền Trần đã và đang trở thành thói quen nề nếp, là nét đẹp văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng của người Việt. Trong hệ thống nghi lễ của lễ hội đền Trần vào mùa xuân, lễ khai ấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian cùng với độ lùi của lịch sử và tâm thức dân gian đã tô điểm cho lễ khai ấn những sắc màu lung linh của tín ngưỡng, để từ đó có nhiều quan điểm khác nhau về thời điểm ra đời, ý nghĩa nguyên thủy của lễ khai ấn. Nhưng tựu chung đều khẳng định lễ khai ấn vào giờ Tý ngày rằm tháng Giêng, từ 11 giờ đêm 14 đến 1 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng tại đền Trần Nam Định, là một tập tục văn hóa mang tính nhân văn để tế lễ trời, đất, tiên tổ, thể hiện lòng thành kính biết ơn non sông, cha ông, phản ánh một tập tục nghi lễ cổ. Sau những ngày nghỉ Tết, từ rằm tháng Giêng thì triều đình trở lại làm việc bình thường. Khai ấn là mở đầu ngày làm việc của một năm mới.
Tục khai ấn là một nghi lễ do dòng họ Trần, cộng đồng làng Tức Mặc mô phỏng nghi lễ triều chính đã có ở cung Thiên Trường khi nhà Trần còn hưng thịnh. Đến thời Hậu Lê, khu cung điện đã được xây dựng thành đền thờ các vị vua Trần, nên nghi lễ khai ấn được tổ chức hàng năm để kỷ niệm một thời kỳ vàng son của dân tộc. Người đến tham dự lễ lúc đầu chủ yếu là dân làng Tức Mặc và một số vùng lân cận. Về sau thu hút nhiều khách thập phương, ngưỡng mộ di sản tinh thần tuyệt vời của nhà Trần, ước vọng được thụ hưởng sư khí Đông A một thủa. Do đó, với nét độc đáo và tính chất linh thiêng, lễ khai ấn đền Trần đã vượt qua tính chất vùng miền, trở thành niềm tự hào của quê hương Nam Định nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Tết ở Trường Sa thường đến sớm hơn đất liền, những chuyến tàu cuối năm mang theo hàng hóa quà Tết từ đất liền đã vượt sóng dữ để đến được với các đảo. Chuyển được hàng ra Trường Sa đã khó khăn, nhưng chuyển được hàng Tết ra Trường Sa lại càng khó khăn gấp bội trong những ngày biển động. Thế nhưng vượt qua tất cả, những chuyến tàu chở hàng Tết ra Trường Sa vẫn chưa một lần lỗi hẹn đến với quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Mời quý vị và các bạn hãy cùng phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam trong ngày đầu năm mới một lần nhìn lại hành trình những chuyến tàu đã mang hương vị Tết đến với Trường Sa. Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa. Từng mảnh đất quê ta xưa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố. Hải trình những ngày cuối năm, thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, mưa bão, sóng to và gió giật là những khó khăn vất vả đồng hành thường xuyên của những chuyến hàng Tết ra Trường Sa. Để có thể chở không khí Tết ra đảo, từng chiếc xuồng nhỏ phải vượt qua những con sóng cao từ 3 đến 5 mét và kèm theo cả mưa dông. Những con sóng mạnh như muốn nhấn chìm chiếc xuồng nhỏ, nhưng với quyết tâm của những người lính vùng 4 Hải quân, Tết vẫn đến với quân dân Trường Sa. Đảo chìm đá lớn, Cô Linh, Len Đao, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông đều đã nhận được hàng Tết cùng những tình cảm của đất liền gửi gắm. Ngoài quà của các tổ trưởng ra thì chúng tôi còn chuyển ra quà của các doanh nghiệp. Thì như là đặc biệt nhất là có đất, rồi phân, rồi cái hạt giống, giống cây để chúng tôi ra ngoài này cùng mấy anh em là khôi phục lại cái môi trường sống sau khi bị bão số 16 làm bị thiệt hại và khôi phục lại tăng gia chăn nuôi cho anh em trong dịp Tết và cũng khích lệ, cũng đảm bảo cái tinh thần và vật chất cho anh em cố gắng trong điều kiện tốt nhất đối với lại cán bộ chiến sĩ quân và dân trên quần đảo Trường Sa đón một cái Tết trong mẫu tất làm sao nó tương đối đầy đủ. Điều đó cũng làm cho chúng tôi là chỉ huy đơn vị và các thành viên trong đoàn cũng rất cảm kích trước cái tấm lòng đón nhận cái tình cảm. Đi ra thì tôi mang theo cái tình cảm của nhân dân của đất liền. Hơi ấm từ đất liền không chỉ là quà Tết mà còn là những nhu yếu phẩm thiết yếu như hơn 40 tấn rau củ quả, thịt heo, lá dong và gạo nếp. Nét truyền thống của ngày Tết còn đủ đầy hơn nơi đảo xa khi có thêm các loại hoa cây cảnh. Nhờ sự bảo quản che chắn cẩn thận nên các loại hoa cây cảnh từ quất đến hoa mai, hoa đào vẫn giữ nguyên được độ tươi xanh khi ra đến các đảo. Những chuyến hàng đến với Trường Sa đợt này còn có 100kg hạt giống rau màu cùng với phân bón và đất sạch giàu dinh dưỡng giúp bộ đội Trường Sa khôi phục sản xuất sau bão. Quà Tết nhanh chóng được các cán bộ chiến sĩ trên đảo đón nhận trong vui mừng khẩn trương. Đặt chân lên điểm đảo nào, dù là nổi hay chìm, thành viên trong đoàn công tác đều nhận được những tình cảm đặc biệt của những người lính giữ đảo. Quà Tết ra với đảo là báo hiệu mùa xuân đã đến với các đảo giữa trùng khơi mênh mông này. Chúng tôi cũng rất là hồi hộp, rất là mừng. Và anh em chúng tôi cũng đón nhận tình cảm của đất liền gửi ra. Vừa cái tình cảm của quân dân cũng như là các đồng chí, rồi báo đài nói chung. Và các cấp trên cũng động viên và gửi những lời nhắn, gửi những món quà cho chúng tôi. Thì cũng đã chúng tôi cũng một lòng nào để ấm lòng người chiến sĩ ở ngoài biển đảo này. Vượt bao sóng gió đến với Trường Sa, những chuyến hàng Tết dịp cuối năm luôn đầy ắp nghĩa tình từ đất liền, từ hậu phương gửi đến quân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo.
Qua đây cũng thể hiện sự trân trọng đối với các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày Tết, ngoài bánh chưng thì giò cũng là một món ăn hay được người dân làm ăn Tết. Có rất nhiều loại giò như giò nạc, giò xào, nhưng xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình, người dân nơi đây lại có những loại giò độc đáo không chỉ từ hương vị mà còn ở cách gói giò để tạo nên hoa văn đẹp mắt. Để làm nên những loại giò thơm, đậm và giòn, thì theo kinh nghiệm của thợ làm giò ở Vũ Đông là bắt buộc phải làm từ thịt lợn mới, tươi ngon. Khi xay, chỉ nêm đủ mắm, mì chính và chút tiêu thơm là đủ vị. Một trong những nguyên liệu không thể thiếu của giò ở Vũ Đông là lớp áo làm từ trứng gà ta. Thợ gói giò chỉ dùng mỡ lợn để tráng một lớp trứng rất mỏng nhưng không bị khô. Ngoài ra, bì lợn được lạng sạch mỡ, cùng với tai lợn, mộc nhĩ là những nguyên liệu sẽ tạo nên từng lớp hoa văn của giò hoa. Đây chính là cách gói giò độc đáo, tạo nên hoa văn cho giò sỏ Vũ Đông. Lần lượt, từng lớp nguyên liệu được sắp xếp đúng theo hàng như thế này. Sự kết hợp các nguyên liệu và cách gói khéo léo đã tạo nên những nét hoa văn độc đáo cho các loại giò ở Vũ Đông. Đặc biệt là loại giò sỏ này được ví như giò hoa. Nếu còn phải là nhanh, chứ không quận nhanh mà nó khớp được vào cái này, nó sổ ra thì không chữa lại được nữa. Ngoài ra, ở quanh vùng Vũ Đông này còn có món giò được gói từ lòng lợn khá đặc biệt. Tiền cổ nữa là các cụ coi như này dạy như thế là cứ theo cái lớp như thế mà gói. Trứng là lớp áo. Trứng là lớp áo. Sau đó đến ngoài rồi, trứng là thịt xay. Xong là trong thịt xay thì là rồi. Rồi thì gan, tiết. Mỗi đòn giò sỏ hay giò hoa ở Vũ Đông nặng từ 2 đến 8kg. Sau khi gói xong sẽ được luộc trong 2 tiếng. Giò sỏ vớt ra phải được để nguội và ép chặt tạo thành khuôn vuông chứ không dùng khuôn tròn như ở nhiều nơi. Từng khoanh giò được tạo hình khéo léo và sự kết hợp các nguyên liệu làm cho miếng giò của Vũ Đông có những đặc trưng riêng, thơm mùi thịt, không ngấy và nổi bật trong mâm cỗ mỗi dịp lễ Tết. Một miếng ngon nhớ lâu khi nhắc về vùng quê Vũ Đông, thành phố. Cũng là giò, nhưng về với các xã ven đê huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, trong những ngày Tết, bạn còn được thưởng thức một loại giò mới, thơm ngon và hấp dẫn không kém. Đó là món giò lây, hay còn được gọi là giò cuốn, một món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của người dân nơi đây. Giò lây là món ăn có từ lâu đời của người dân nhiều xã ven đê huyện Kim Động như các xã Đức Hợp, Song Mai, Phú Thịnh. Cái tên giò lây được đặt theo nguyên liệu chế biến món giò này là thịt lợn lây, miếng thịt có nạc, có mỡ. Thịt lợn sau khi rửa sạch thì trải lên tấm lá chuối và bọc bao dứa bên ngoài. Ngoài thịt lợn còn cần thêm các nguyên liệu, hạt tiêu, nước mắm, mì chính. Các gia vị này được rắc đều lên phần thịt phía trên. Tiếp theo cuốn tròn miếng thịt lại thành cái giò có hình tương tự giống cái giò lụa. Giò cuốn xong thì buộc thật chặt và cho vào nồi luộc. Luộc giò lây phải mất từ 3,5 đến 4 tiếng. Khi nước sôi thì đun lửa liu riu để giò chín từ từ, không bị nát. Giò chín thì vớt ra để nguội là có thể ăn được. Cái giò lây này là nếu mà mình biết làm ấy, thì nó là đơn giản, nó dễ. Mình cái cơ bản nhất là nó ngon hay không thì ở cái miếng thịt phải chọn miếng thịt ba chỉ nó nạc, nó vừa phải. Cũng không nên nạc quá, trông miếng thịt nó phải là đỏ, tươi, đẹp. Còn ngoài cái miếng thịt ngon ra rồi thì cái gia vị của nó mình chuẩn bị được đầy đủ. Hà tiêu là 1, nước mắm là 2, mì chính là 3, bột nêm là 4. Rồi là như vậy một chút muối trắng là 5. 5 cái thứ đó là mình phải đảm bảo cho đủ. Khi ăn, giò lây được thái thành từng khoanh nhỏ, những thớ thịt được cuốn lại rất đẹp mắt.
Ai đã từng một lần thưởng thức món giò này sẽ không thể nào quên mùi thơm của lá chuối, vị bùi của thịt nạc, vị béo ngậy của thịt mỡ, vị cay của hạt tiêu. Và hương vị của giò lây sẽ càng trở nên thơm ngon, hấp dẫn khi được ăn cùng với dưa hay hành muối chua ngày Tết. Thì gia đình nhà tôi thì thường rất nhiều món ăn trong ngày Tết, nhưng đặc biệt là có cái món giò lây. Cũng có anh em bạn bè thì chúng tôi cũng dùng cái giò lây để đi biếu các gia đình. Đối với những người dân các xã ven đê huyện Kim Động, giò lây là một phần của mâm cơm ngày Tết. Nó nhắc nhở mỗi người con quê hương tạm gác lại những công việc bận rộn hàng ngày để cùng nhau ăn bữa cơm sum vầy, đón mùa xuân mới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.